Hello, xin chào mọi người nha. Đã đến với kênh Long Ngọc Vlog. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ mua con cá chim về tầm đâu 8 lạng nha mọi người. Về chiên sầu và làm nước nước mắm chua cay, mình sẽ kẹp với rau sống ăn nha mọi người. Rất là ngon nha. Mọi người thấy video này hay mình một like và một lượt đăng ký nha mọi người. Và chia sẻ clip này lên bạn bè mọi người cùng xem cho vui nha. Chào mọi người nha, chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Mọi người ơi, mình làm cái chim chiên sầu. Đây, cái chim mình đã mần hết trơn nha cả nhà. Đây, một con tầm 1 ký mấy, không tê ký mấy đâu, tầm 5 lạng 6 lạng rồi lại nha cả nhà. Đây, mình sử dụng đó là một trái chanh và 3 tép tỏi với mấy trái ớt, thì mình làm nước mắm chua ngọt nha. Và rau thì mình cũng đã rửa sạch sẽ trơn nha cả nhà. Chia lên mình là sắc miếng miếng luôn cả nhà. Đây, đó, đầy đủ nha cả nhà, mình rửa sạch đây. Bắt đầu mình tiến hành mình chiên cá nha cả nhà. Chiên cá và mình sẽ làm nước mắm chua ngọt để ăn chung với cơm nha mọi người. Mình có nấu một chén rưỡi cơm nha, chén gạo để mình ăn chung với cá nha cả nhà. Và bắt đầu tiến hành mình sẽ chiên cá nha. Cái chim chiên sầu gọi là chiên giòn cũng được, tại vì chiên sầu của bé bỏ cái rẫy luôn, nhưng mà mình cạo rẫy sạch sẽ cho nên gọi là chiên giòn nha cả nhà. Cái này cũng chấm mắm me hoặc mắm chua ngọt cũng được nha cả nhà, rất là ngon tuyệt vời luôn á. Thì món này cũng là khá là ngon nha, có bên sáng rau sống nữa, bún nữa, là kẹp vô ngon hết sảy luôn đó. Gặp chị Bảy mình mua thêm bún nha cả nhà. Sử dụng một cái chảo trong dính nha mọi người. Bắt đầu mình sẽ để chảo nóng và mình sẽ đổ vô ăn nha cả nhà. Dầu ăn này mình khui chai mới luôn cả nhà. Mình sẽ dùng dầu ăn gì đây, Trường An nha cả nhà. Mới khui luôn á đó. Đó, chai này 2 lít mấy nha cả nhà. Đây, cùng đổ dầu vô nha, đổ ít dầu thôi cả nhà, đổ nhiều quá thì mình sử dụng không hết, bỏ không uổng nha. Bây giờ rồi đầu mình sẽ coi dầu ăn sẽ nóng lên chưa, nóng lên chưa mình xả cái chim vô cho nó bay, cho nó bơi trong chảo dầu nha cả nhà. Đây cũng dằn vậy lắm mà mình sẽ tắt lửa chút xíu đi, xíu muối dùng cho nó văng nha. Bắt đầu mình sẽ thả con cá vô chảo dầu nha cả nhà. Đây mình sẽ cầm đuôi nó luôn, đây cầm cái đuôi nó lên luôn. Ê, là, dễ dàng nặng dữ à. Đây đó, mình sẽ thả vô nha. Ôi, chảo này không vừa cả nhà, chết luôn rồi, chảo này không vừa rồi, mình cắt ra được rồi. Ôi, chảo này rất là nhỏ luôn nè. Sao ta cắt lửa chứ đi, nghiên cứu lại. Chà, chết rồi này. Ăn vừa cả nhà ơi. Mình là mình chế lại nè. Hai mình bỏ to cái đuôi lại nè, mới vừa cái chảo nè, tại vì cái chảo mình hơi nhỏ nha. Bắt đầu mình tiến hành mình là đợi nó chín phần ở dưới, bắt đầu mình sẽ lật lên phần trên nha cả nhà. Đó, nó nằm nghe răng từ răng nó à. Cái tay để nó xuống tay, tại vì nó còn cứng nha cả nhà. Đang bầm tỏi nha cả nhà. Đây, bầm tỏi với ớt nha cả nhà, làm nước mắm chua ngọt nha. Cũng bầm xong rồi nha cả nhà, bắt đầu mình sẽ cho một miếng nước mắm vô nha, nước mắm đường bột ngọt vô để cho nó vừa ăn nha cả nhà. Đó. Rồi cái nặng chanh vô luôn cả nhà, rồi mình sẽ quậy lên á. Quậy lên cái vừa ăn cho nên cả nhà mình nêm nếm luôn. Rồi đều quậy đều cho nó tan được bột ngọt cả nhà. Rồi mình chấm cá nha. Cái nhà mình chúng ta lật lên cái nhà nó khét luôn, chưa khét mấy nha cái nhà, còn ngon nha, cái đuôi chưa chín nha cái nhà. Đó, sắp chín rồi cái nhà ơi, nó ngon luôn nha. Không đó đã,
cũng đã chín rồi nha cả nhà. Đồ mình sẽ lấy xuống mời mọi người ăn cơm với mình nha. Cái chim chiên giòn nha cả nhà. Đây, quá rõ vàng xe luôn cả nhà, rất ngon. Chào mọi người nha, mình đã cũng đã làm chín hết trơn rồi cả nhà. Bắt đầu mình sẽ bưng xuống mời cả nhà cùng ăn với mình nè. Đây, đây là rau sống với dưa leo dắp cá cho mọi người. Đây nước mắm chua cay nha. Đây nguyên con cá chiên xù nha, cái chim chiên giòn nha cả nhà. Mình cũng chiên để chín hết trơn rồi nha. Rồi mình sẽ cắt một miếng nha. Đây. Đây cả nhà ơi, đó, quá ngon chưa? Đây cái nhà, thịt này cái nhà trắng tươi à. Mọi người nha, đây mình mời mọi người cùng ăn cá chim chiên giòn với mình nha cả nhà. Đây bắt đầu mình sẽ gấp mời cả nhà một miếng nha cả nhà, một cục cá nha. Rồi, ngon. Đây cái nhà ơi, đây mời cái nhà chấm nước chua ngọt cái nhà. Khá là ngon cái nhà, miếng dưa leo. Ăn tuyệt vời cái nhà. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp cả nhà clip tiếp theo nha. Chào cả nhà nha.